sai. Con đục lắm. Mình đừng có chơi với vòng này đi. Mình nghĩ vòng này dính bọt ở vòng đầu hai vòng thứ hai thôi. Tại sao? Pha này nó yếu. Chứ càng xa thì nó pha nó càng mạnh lắm mà. Đây, đầy sóng. Đầy sóng thì nó yếu. Đúng vậy, nờ nờ ánh sáng. Nờ ánh sáng rồi đó. Có ba cái nờ nờ ánh sáng cho ta đó. Sáng
nhưng nó cứ chứ nó không hiện. Dạ. Nhìn luôn. Ừ, vậy bạn kia. Hả? Không phải đâu, chị biết rồi. Lúc nào em phản nữa. Chị. Anh biến rãi lắm, lúc cộng ca thở. Gì? Đánh trên băng kỳ thật vượt luôn sợ. Bực mình vậy khỏi làm ha. Đang vượt cái đánh trên băng mình sượt nè. Thật rồi. Dễ. Như vậy nãy hỉ ngủ mà anh hả? Hỉ ngủ mà anh hả? Nó đang bận một bàn tay. Không có chơi nữa. Nó quyền ra lệnh. Ông nằm về làm chủ nha. Một cái rồi. Tự nhiên nó nằm cái phủ hoàng ghê. Anh đồ tốt. À chết rồi chứ. Anh đừng nói tương nhiên với chị. Cái sợ. Chết mệt à. Hôm nay không có mệt chim chào nhé. Mày là đi. À. Mày là đi. Điên nha. Biết đi sao mình hiểu được. Túc tu bi chị là chị thích tìm em chưa? Thank you.
chà đúng cọc thật. Chậm à? Cái kia mình chọn cái này con nó con đỡ hơn cái kia một chút. Mình chọn như vậy. Lúc mà anh đang hả? Kia tập thúc nhưng mà nó bận lắm. Anh tắt đi trời. Đi mà chơi. Ê, cái gì? Ta đang xem. Chạy nó chết được rồi.
Hai nắp của anh Việt theo là mạnh nhất, hai nắp ổn định.
Hả? Có chơi đâu, cái chỗ anh chơi nó đâu còn mạng đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.